Còn bên Tân Quế rồi này cái gần xa gần xa. Gần ở đây vẫn có luôn. Gần ở đây đầu trên này có người bữa hổm nó xịt chết cũng đi mò. Rồi sao lúc đó anh cứu thì cái người đó là sao? Mò lên cũng chết rồi. Nồi ở trên này thì cũng rất là sợ cô bác quý anh chị. Tại vì anh thì cứ lặn ở dưới, mình ở trên này thì mình không có thấy được anh ở dưới như thế nào. Nhưng mà trong thâm tâm của Bùi Hồ thì mỗi ủa sao nó tắt rồi, sao nó tắt queo vậy? Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay có dịp về quê thì quay trở lại với lại anh Hiếu bắt cá bằng tay không. Thì anh Hiếu có nói là hôm nay nước sẽ gồng sớm và thời điểm này thì có thể là có nhiều cá hơn khi mà tiện cái việc cho anh bắt. Tại anh nói nước lên thì nhiều thì sẽ không có cá. Và điều đặc biệt thì anh bắt ở cái nơi con sông gọi là con sông Tử Thần, đó là sông Vàm Nao. Thì sông Vàm Nao là một cái con sông mà khi mà thuyền bè qua lại ở trên đó thì tất cả người ta, những người mà đi thuyền thì người ta đều phải rất là sợ anh Hiếu à. Vì trước đây thì cái lượng sóng nó nhiều lắm anh. Sóng nhiều lắm. Dạ. Thì hôm nay thì hai anh em sẽ hành trình không có anh Nguyễn Năm nữa. Thì hai anh em sẽ tâm sự với nhau. Thì hôm qua thì anh có nói rằng là ngoài việc mà anh bắt cá thì anh có thêm một cái công việc mà phải nói là gợn người của bác quý anh chị. Đó là mò xác chết cũng như là những người mà bị đuối nước trên sông anh. Những người ta bị chết nước rồi đó, mình điện mình giúp đỡ mình mò. Dạ. Mò xác cho người ta. Dạ. Thì anh đi với cái con xuồng này, chiếc xuồng này hay là chiếc xuồng nào? Xuồng này luôn, cũng chiếc này luôn. Dạ. Nhiều khi ở xa thì mình chế phương tiện lên xe mình chạy. Còn ở gần thì chạy xuồng. Cái phương tiện nào gần đó mình chạy xuồng, còn ở xa thì mình đi bằng xe. Dạ. Em máy lặn rồi đi theo xe. Dạ. Trên bờ. Dạ. Vậy thì anh có cứu được không hay là chỉ mò xác thôi? Nhiều khi nó chết lâu rồi, chỉ mình lại mình mò là nó chết rồi chứ ít có sống. À. Còn mình phát hiện liền thì mò có thể là sống. Dạ. Còn những người mà cho mình hay ở xa lại thì chỉ mò lên là nó chết rồi. Ồ. Vậy thì cái việc mà anh đã cứu được bao nhiêu người à? Trước giờ cũng có năm mấy người. À vậy hả? Gần đây không anh? Cũng gần đây người. Còn bên Tân Quế rồi này cái gần ở đây vẫn có luôn. Gần ở đây đầu trên này có người bữa hổm nó xịt chết cũng đi mò. Rồi sao lúc đó anh cứu thì cái người đó là sao? Mò lên cũng chết rồi chứ đâu có sống. Dạ hả? Chết ở đâu anh? Ở dưới bến đò Kiến An. À. Thì cái việc mà anh mò xác thì từ đó giờ khoảng 5-7 người hả? Nói chung là có những sự cố là người ta cứ người biết thì điện thì cho mình lại hay thì mình đi. Dạ. Còn người ta không biết thì sớm địa phương đồ mò nhiều khi cũng dính. Rồi không có người biết mò thì cũng người ta cho mình hay mình đi. Vì sao mà anh lại làm cái công việc đó anh em? Tại thì mình nghề thợ lặn thì nói chung là sống nghề trên sông nước thì những giúp đỡ những người mà chết nước thì người ta điện mình lúc nào mình cũng ủng hộ đi mò cho người ta hết. Dạ. Giúp đỡ bà con người ta. Mà cái cảm giác lúc mà anh mò về mò xác ở trên sông đó nó khác với mò cá nhiều không? Thấy cũng trung bình cũng vậy à, tại mình quen rồi. Thì lặn như cũng lặn cá bình thường, xuống người kiếm. Em nghe nói những người mà khi mà bị chết nước thì họ rất là cứng. Cứng người hết và tay chân quéo lại hết. Ở còn dữ nhiễu à. Dạ. Lôi lên bờ á, lôi lên bờ mới là lúc mà lôi lên bờ là mới sặc máu. À, là kiểu như bị ép nước đem lên được tới bờ là máu họng, máu mũi nó ra hết. Ôi ghê dạ. Ừ, mắt rửa mặt hồi tuôn máu đi. Trời. Lúc đó cái cảm giác anh có sợ không? Không, bình thường. Em nghe nói thì cái ngày mà khi mà mò xác thì người ta cũng có tổ đồ, anh có không? Không, thực tế thì nói chung mình cũng thắp ba cây nhang trên bờ cúng vậy. Rồi mới lặn. Có một lần nào mà anh cảm thấy gợn người nhất không? Không. Bình thường đó giờ sống chỗ này là quen rồi. Mấy anh em mình chạy máy đi, vừa chạy vừa kể ha.
cái chiếc thuyền này là từ đó giờ luôn. Nó đã gắn bó với anh được bao nhiêu năm mình hiểu? Chiếc này mới người ta cũng cho mới đây mới 2-3 năm. Còn hồi trước thì chiếc ghe. Dạ. Thường thì những người mà người ta đuối nước, người ta chết nước thì ở sâu hay ở cạn anh? Tùy theo té trong kinh hay dạ. Hoặc là té ngoài sông cái. Dạ. Ngoài tại nghe anh sáng thì trước khi anh em có đi mò cá thì nghe anh nói là anh cũng làm cái nghề này thì cũng khá là bất ngờ. Vì những người mà đôi khi thì những người mà người ta cũng có ngại về khi mò cá, người ta cũng ngại về mò những cái chuyện mà tâm linh anh ha. Cô bác của anh chị sẽ thấy chiếc xuồng quen thuộc của anh Hiếu. Ở đây là cái bình bình xăng, bình dầu hay xăng anh này? Xăng. Bình xăng này anh chế để nó có thể chứa được nhiều hơn. Còn đây là cái bình hơi. Chị thì anh thì biết điểm nào là sẽ có dự cá và điểm nào không? Thì anh nói với Bùi Hồ rằng là cái chủ ở nơi này thì trước đây cũng là một cái điểm anh rất là thích thú mỗi khi anh xuống bắt cá và tôm ở dưới này. Nhưng mà thời gian thì những cái công cụ xịt bằng điện và đánh bắt cá bằng điện thì lượng cá ở đây nó đã tản đi bớt. Anh nói rằng là thôi thì mình xuống mò ở đây thử ha anh ha. Thử thì có ha. Dạ, nước ở đây cạn thì mình có cần bình hơi không ta? Sâu á. Sâu ha anh ha. Ở 5-6 thước. Ủa? Đi sâu lắm. Cặp mé bao vẫn sâu hả? Ừ, chỗ này là cây nước này nó sâu á. À đây là bực khẩm á phải không? Ừ. Dạ dạ. Nước rộng để giờ này là đang nước nó đang dòng xuống hả? Chạy ra mình bơi để cho đỡ tốn xăng thì sao? Ê, mình máy trong á chạy cạn chặt đá để cho dịch. À. Ra ngoài sâu. Dạ. Nước này nó gồng nhiều anh ha. Anh Hiếu anh tâm sự rằng là anh có biết anh mò lịch được nữa hả anh? Bất lịch từ tới tháng 8 rồi mới mò lịch. Dạ. Anh Hiếu là trước giờ thì anh có mò sát đồ trên sông Vàm Nao được không? Có những ghe chìm rồi đó, mình đi lặn lấy đồ chứ. À. Ghe nó chìm hay hoặc là đò bỗng thì nó rớt neo hay là dĩ đò rồi nó bị trôi ra ngoài đó. Dạ. Thì mình lặn cuộc dây cho người ta cáo đem vô. Dạ. Còn em nghe nói là khi mà gớt đồ xuống dưới thì có đôi khi là có những cái ở dưới người ta cho lấy hoặc là người ta không cho lấy có không anh? Có những gì mình lấy được lấy, không lấy được thì bỏ lên là chứ đâu dám lấy ngang. Dạ, mình phải xin hả? Cái đó người ta gọi là xin gì em quên mất tiêu rồi. Xin quẻ, xin xăm vậy hả? Giái bạc đậu. Dạ, mình sẽ biết cái nào là lấy được luôn hả anh? Cái đồ nào, món đồ nào lấy đảm lấy được, không dám lấy. Có khi nào anh lấy không được không? Lấy vậy mò nói chung là hồi đó giờ lặn là lấy đồ nhiều chứ không có khi nào không lấy được. Dạ. Nhưng bến đò Tân Hưng này nó mới về mấy cái dĩ sắt bự để bắt cho phà nó ghé. Dạ. Nó bị lôi ra ngoài giữa sông rồi vậy lôi ra kiểu lôi ra một cấp đó, tuột mắt rồi lặn cục dây cho nó đem vô. Dạ. Thì lặn miếng chiến gì nó cũng cho 400-500. Dạ. Tại tấm dĩ tới mấy triệu bạc nó đâu có bỏ đâu. Ủa em bằng đó mò gì ta? Một cá mò... Anh có bạn gì nữa đây. À vậy hả? Mà anh bị vợ bỏ anh hơi mò nhậu tốt ngay. Mò với lên nhậu hả? Đó là kiếm cái này kia bậy bạ. À, có mò giống anh được không? À, có biệt tài là bắt ếch với câu cá. À. Bây giờ nhậu cái hư hình đó, đâu có làm gì đâu. Nhiêu tuổi anh? 40 mấy. Trời ơi. À, có người ta nói với anh là tại sao anh không đặt lợp hay là đặt gì đó nó sẽ nhiều hơn mà anh lại đi mò. Đặt lợp thì vốn liếng rồi nãy kia mà thời buổi bây giờ đặt lợp với người 12 cái ngục rồi nó không chạy. Đâu có chạy đâu. Đâu ngần coi anh này lặng. Có không? Gai. Đó gì? Đâu anh? Cho em coi với. Kiến thôi. Đúng bồng thôi coi. À. Đủ mày nói tao nhậu hả? Tôi nghĩ tới đâu khoảng tháng mấy này. Vợ bỏ hơi buồn á hả?
anh biết gì về cái con sông Dàm Nao này không anh Hiếu? Không, mình làm đó giờ làm chứ đâu có sự tích này kia rồi là không quan tâm tới. Dạ. Chủ yếu là mình tới con nước, mình đi lặn cá kiếm tiền về sống vậy thôi. Dạ. Ai có rớt đồ thì đi lặn mướn. Ngoài việc làm cái công việc mò cá lúc ở clip trước thì anh chia sẻ với em là đây là một cái nghề bà cậu, khi mà người ta nói là khô mình thì hết tiền, khô dầm là hết tiền, khô dầm là hết tiền. Thì lý do tại sao nó lại khô dầm là hết tiền anh? Cái nghề hạ bạc này hồi đó giờ nó là gì, ai bất cứ ai cũng vậy, tại cuộc sống mưu sinh, nếu mà ai không đắc ruộng thì mặn qua nghề thôi. Dạ. Chứ nếu mà sống nghề này thì rồi khô rồi hết rồi, khô dầm rồi hết là hết tiền đó. À, kiểu như người ta không có đất cát, không có cơ sở gì mới đi làm nghề này. Dạ. Nghề này làm cũng tạm thôi, theo con nước thì mình đi vậy, còn qua con nước thì lên bờ, ai mướn hàng đồ rồi mình cũng đi hàng đồ. Dạ. Rồi tới mùa nhiều khi đi chạy máy cắt, lá máy cắt liên hợp nữa. Em nghĩ là thu nhập một ngày khoảng, nếu như một ngày khoảng bơ anh mò xuyên suốt ngày khoảng 400-500 ngàn thì nó phải có cao chứ ta, mà nó khiến cho mình hay sao? Ngày nhiều khi 400-500 vậy chứ, rồi là lại quay qua lại sáng chiều là tiện đâu mất tiêu đâu nữa. Dạ hả? Là người nào cũng vậy hết trơn hết. Và nhà cửa của họ thì cũng không có được sang trọng không? Thì nói chung là nó đỡ cái như bây giờ, thay vì mình túng thiếu quá, chạy hỏi tiền góp. Là cái tiền một cá đó mình góp ngay có hàng ngày là nó nhẹ ra được cái phần đó thôi. Dạ. Cái dư thì nó dư dư cái thằng đó có cái tiền hỏi rồi này kia đó, mình lấy vô mình trả cho người ta vậy đó, chứ để tiền trong nhà là không có. Anh Hiếu có mấy người con anh? Có hai. Dạ. Một trai một gái. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi anh? Nó lớn hôm nay 20 mấy, thằng trai hôm nay 18. Dạ. Ồ, ghe này ghe gì anh? Ghe lúa. À. Anh bây giờ thì mình sẽ đi mò cá gì anh ha? Giờ đi mò cá hay là mò bung bung? Cá thì chạy nó xa lắm, chỗ mình mới hớm. Dạ. Còn bung bung thì nó gần hơn hả? Bung bung mình ra đây ra chỗ cây nước nghe lặng. Bum bum, mình mò bum bum thôi khi mình có dính cá không? Có ít, mấy đây là không phải điểm cá. Dạ. Em thấy cái đoạn đường trên kia nó xa so với chỗ này mà sao anh lại biết nó chỗ đó có cá? Đây là cái con đò ngang. Cô bác anh chị thì anh chia sẻ rằng là việc mò cá của anh đó thì anh phải đi với một người nữa là vợ của anh. Tại vì trong lúc mò thì anh lặn sâu ở dưới, và cái việc mà anh lặn ở dưới thì phải có một người ở trên xuồng để canh những cái chiếc thuyền bè khác đánh cá bằng điện không lại gần anh, đúng không anh? Cho người ta nhạt ra để thôi mình đi mình mò nó không biết rồi nó cào điện rồi mình kế bên mình nguy hiểm. Dạ. Chào chú. Đó, chiếc xuồng của mình này nhỏ xíu so với cái chiếc xuồng ở đó ha. Ở chiếc phà. Cái phà này là nối giữa một cái cồn của xã Tân Quề của huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, và bên kia là huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Rồi đây là đò Tân Hưng. Dạ. Cô bác quý anh chị thì anh thì biết điểm nào là sẽ có dự cá và điểm nào không? Thì anh nói với Bùi Hồ rằng là cái chỗ nơi này thì trước đây cũng là một cái điểm anh rất là thích thú mỗi khi anh xuống bắt cá và tôm ở dưới này. Nhưng mà thời gian thì những cái công cụ xiệt bằng điện và đánh bắt cá bằng điện thì lượng cá ở đây nó đã tản đi bớt. Anh nói rằng là thôi thì mình xuống mò ở đây thử ha anh ha. Thử thì có à. Dạ. Nước ở đây cạn thì mình có cần bình hơi không ta? Sâu á. Sâu ha anh ha. Ở 5-6 thước. Ủa? Đi sâu lắm.
cặp mé bao ấn sâu hả? Ừ, chỗ này là cây nước này nó sâu. À đây là bực khẩm á phải không? Ừ. Dạ dạ. Cái xuồng này nó đánh bắt gì anh? Thả lưới. Thả lưới hả? Ở đây là một cái con sông lớn, sông này thì sông Vàm Nao. Thì trong sự tích sông Vàm Nao thì này có rất là nhiều câu chuyện ly kỳ ở bên đạo giáo. Thì đây là một con sông cũng khá là sâu. À, sông này sâu nhất là tầm khoảng bao nhiêu mét hả anh Hiếu? Chắc cỡ làm chỗ sâu tới 17, 18. À, anh có lặn xuống tới dưới chưa? Có, nhiều khi lặn giữa sông rồi. Lặn mấy phao nổi. Rồi người ta thì lặn nó bị lỗ tai nó bị coi như là khó chịu áp lực của nước á. Anh có gặp khó khăn đó không? Anh quen rồi. Phải có nổ rồi. Nổ rồi hả? Rồi khi mà anh nổ lỗ tai gì anh có nghe được không? Nghe bình thường. Người ta thì không nghe chứ anh là nhiều người ta nói lặn lên là nổ lỗ tai là nói chuyện không nghe chứ anh là nghe bình thường. À. Có cái nhiều khi cái chỗ sâu quá nó ép sức nước là lên là cái lỗ mũi mình nó gỉnh bắn hơi. Chà, anh cũng có bị luôn. Phải nói cái nghề này cũng khá là nguy hiểm anh ha. Nguy hiểm lắm, tại sống đỡ qua ngày đoạn tháng vậy thôi. Chứ cái nghề này nếu mà có ăn, có tiền trả nợ nàng thì chắc cũng để chơi lâu lâu anh em đi mò nhậu chứ bỏ bớt. À, anh cũng có cơ thường uống rượu hả? Tìm văn lao động mà chiều về cũng phải làm sức sương, ngủ, đi động, đồ xịt, lương, đồ thêm. Cho nó không ai mình. Thì khi mà anh mò cá nhiều thì rất là cái chuyện đó thì anh cũng đâu có tốn kém gì đúng không? Nói chung là cá đồ ăn ở nhà ít có mua lắm. Dạ. Còn đêm thì phải đi xiệt rồi lương ớt rồi. Nhà thì đồ ăn thì không tốn rồi. Dạ. Cái việc mà ngậm cái cọng dây hơi đó nó cũng rất là khó khăn phải không anh? Nếu mà không biết ngậm là nó phì cái bụng. Dạ. Còn mà ngậm lâu thì hai cái lưỡi nó tưa luôn, cái hơi nó tống á. Dạ. Bây giờ hai anh em chuẩn bị. Chỗ này mua lặn nhiều lắm mà mấy xịt có quậy giết rồi hết rồi. Bây giờ mình chủ yếu là lặn thử thôi. Ôi bà cậu có độ kiếm dạy tôm dạy cá nữa không? À mình lặn trước khi mình nãy mình có nói được không? Đúng giá bà cậu anh em này đi kiếm ăn kiếm nhậu kiếm bữa nào đó. Ờ độ bà cậu kiếm tiền bán. Đấy, cái gọng không cô bác với anh chị, cái gọng này không có gì cả. Cái gọng đó thì coi như là gọng nghề hả anh hả? Gọng nghề. Hồi trước bắt thì cái hai tay chưa làm gọng, hai tay hai nắm cái đi lên à. Rồi xuống cái cá đi hết rồi. Giờ mình chơi cái gọng luôn, bắt ngay ổ là miết hoài bỏ vô. Anh có kể rằng là trước đây anh bắt được một cái con cá ngát. Cái con đó nó ấy anh à. Cái ngát đâm. Đâm anh. Đâm gãy ngạnh đâu một tháng mấy đây chỗ qua đây luôn rồi tự lấy kèm rút ra luôn. À, lúc đó sao anh đem nó lên được? À, buông nó cũng giờ nó đa đâm mình buông nó cũng đi. Dạ. À đem lên xuồng luôn lấy kèm bấm ra. Dạ. Có ngạnh trong này một tháng mấy rồi đi qua trạm xá khu vực nó không dám mổ. Dạ. Rồi từ từ sao mà nó lội qua luôn lấy kèm gấp luôn. Ừ. Cũng khó khăn quá ha. Công việc chuẩn bị đầu tiên của anh là vậy á. Đây là một cái đoạn trên sông Vàm Nao á cô bác quý anh chị. Thì đoạn sông này cũng là coi như là một cái đoạn sông khá là nguy hiểm cho những cái chiếc tàu ghe khi qua lại trên cái đoạn sông này vì cái lượng nước xoáy rất là lớn. Và khi ở miền Tây và đặc biệt là tỉnh An Giang, khi nhắc về con sông Vàm Nao cũng như
như người ta gọi là một cái con sông tử thần, thì qua đây gặp nhiều những cái câu chuyện khó mà có thể lý giải được. Những người mà đi tàu thuyền nhỏ như Bùi Hồ như thế này, đánh bắt trên sông này thì họ cũng rất là cẩn thận và mong một năm, mong một ngày tốt lành để có những cái thu nhập thêm trong gia đình. Họ rất là kỹ lưỡng, kỹ cương trong cái việc mà đánh bắt trên sông này, cũng như anh Hiếu đã chia sẻ với cô bác quý chị. Và đây là anh vẫn đang lặn ở dưới đó. Ngồi ở trên này thì cũng rất là sợ cô bác quý chị. Tại vì anh thì cứ lặn ở dưới, mình ở trên này thì mình không có thấy được anh ở dưới như thế nào. Nhưng mà trong thâm tâm của Bùi Hồ thì mỗi ủa sao nó tắt rồi, sao nó tắt queo vậy, ủa sao nó tắt queo rồi anh, ủa kỳ vậy. Cũng có cá lại, có lại hả, ba bốn cá chú. Ủa mới lặn xuống rồi lên cá chú hả, ba bốn con chung gọng lên. Ủa vậy hả, đâu cho em coi với. Ủa mới lặn lên chưa được 2 phút nữa mà. Ê, cổ đâu có là lặn là có mà. Ê ơi, nhiều khi chỗ này là lặn một hơi là đầy nhóc gọng luôn á. Ơi hay vậy, bữa nay nó có cá dồn rồi. Dạ ơi, con tép luôn hả, tép luôn trời ơi. Đột nha, đột nha. Không tin luôn á. Mới lặn xuống mà không may là không tự nhiên sao mà nó tắt em không biết. Xăng nó bị ngập hả? Ừ. Lên lại. Ôi, mới lặn xuống chưa được phút nữa. Được 3 con cá chốt. Mà lặn bắt cá như thế này cô bác quý chị. Cá này có cá có ngạnh này nguy hiểm lắm. Anh chia sẻ rằng đây anh không có một cái bình dự trữ hơi, nó phải chạy thẳng như thế. Nên thành nữ ra là mỗi khi anh lặn nước sâu á thì đôi khi máy nó bị tắt bất chợt giống như thế này, thì cũng rất là khó khăn. Anh Hiếu, mình có một cái bình dự trữ hơi thì nó sẽ hay hơn cho anh hả? Đúng rồi, tại vì mình không có tiền mua phải có cái bình dự trữ hơi, trong khi máy nó tắt á là nó có chứa hơi cho mình lên. Bây giờ nó tắt ngang rồi